Thưa quý vị và kênh các bác ạ. Vâng, chào tất cả mọi người. Thì vào những năm 1936, 1937 ạ, vâng, nhà soạn nhạc, nhạc sĩ tài ba của Pháp đó là Vincenzo Cotto. Ông đã viết ra hai giai điệu nhạc đó là Gai Carillon và Sonodo, độc quyền cho thương hiệu Odo, đúng không ạ? Và cấu hình của máy của bản gai thì có nghĩa là 10 gông, 10 búa. Đấy, chơi Gai Carillon và Westminster. Và có điểm giờ bính bong các bác nhá, là cái giá trị cao nhất trên đồng hồ khi mà ở Việt Nam mình hiện nay. Đấy, và một bản nhạc để đời nó như thế. Thì hôm nay em cũng đã sưu tầm được một chiếc đồng hồ có bản nhạc này. Và nó zin bản theo catalog các bác nhá. Chiếc này thì tạm gọi ở Việt Nam mình là Odo 5410 bính bong. Và với cái tên ở bên Pháp người ta sẽ gọi là Odo 24. Đấy, máy trơn. Đấy, côn lòng máng, máy vú côn lòng máng. Đấy, 10-10 bính bong. Đấy, còn mình cứ gọi đầy đủ chính xác của nó là Odo 24 phiên bản 1954. Máy vú, mắt ngỗng, côn lòng máng, đó là những cái tuyệt phẩm. Và tại sao lại có sự phân hóa như vậy ạ? Thì người ta đã có hai dòng để ý, chúng ta để ý có hai dòng côn là dòng côn 111 và dòng côn lòng máng. Thì 111 thì thiên về đánh bốc hơn, tiếng đanh hơn. Còn cái giải trầm hay thì nó sẽ nằm ở con lòng máng các bác nhá. Tức là nếu mà các bác nào thích cái kiểu cao vút lên một chút thì chúng ta có thể chơi con 111. Còn bác nào thích trầm thì thích nghe về đêm thì chúng ta có thể chơi con lòng máng, 54 lòng máng nhá. Máy vú, mắt ngỗng, lòng máng á. Đó là những cái khái niệm mà các cụ mình phải đưa vào kiểu truyền miệng nhau rồi. Đấy, nào là ví dụ mày ngày xưa các bác có thể nghe thế là ví dụ như là máy vát vồ vuông, kim mắt ngỗng thì người ta nói đến con 57, đúng không ạ? Còn máy vú, đây, máy vú, mắt ngỗng, côn lòng máng thì người ta nói đến con 54. Đó là những cái con rất là hay và đáng sưu tầm. Thì hôm nay thì em mang tới cho quý vị và các bác cái mẫu này. Đây là một cái mẫu nguyên bản theo catalog. Đấy, catalog của Odo. Thì đây, chú các bác xem nhé, đây chính là cái mẫu này, bên ngón tay em chỉ đây. Thì nó đúng với mẫu này, các bác có thể so chứ ạ, từ kính, từ tất cả mọi thứ đúng không ạ? Thì em sẽ quay vào đây cho các bác xem. Thì ở bên dưới đó là chú thích của nó nhé. Chú thích của nó thì có kích thước này, 58x46cm, thế thì chúng ta khỏi phải đo cái thùng này luôn nữa luôn, đúng không ạ? Còn cái phần có chữ Neuer này, thì có nghĩa là và Vecni này, tức là ngày xưa người ta đánh Vecni. Đấy, và người ta có phủ bóng, rồi chất liệu của nó là Neuer đây. Đây các chúng ta đọc những cái chữ vì tiếng Pháp là em không biết đọc các bác ạ. Thì em tạm dịch ra cho các bác. Thì đây nó là gỗ của óc chó và được đánh Vecni. Và con này là số chrome các bác nhá. Kính của nó là kính khắc hay gọi là kính mài bên trong và có tráng bạc. Người ta gọi dịch nguyên bản ở đây nó là tráng bạc các bác nhá. Dịch tất cả những dòng đây là tráng bạc. Chrome này có nghĩa là chrome, số chrome này ạ. Đấy. Còn bên dưới là thông tin, đây là bản nhạc, chơi hai bản nhạc Gai Carillon và Westminster. Đấy, thì có 10 gông, chúng ta nhìn đi ạ. Đấy, nó có cả một cái dòng Westminster không thì là 8 gông. Thì giá trị cao thời đấy thì giá trị của nó bán xem nhau thôi. Nhưng mà về Việt Nam mình thì chắc chắn là chiếc 10 côn nó sẽ cao hơn. Đúng không ạ? Có thể là 18.000 phăng hay là 17.900 phăng gì đó. Đấy, các bác có thể tham khảo qua đây nhá. Đấy, thì đây là một cái mẫu zin theo catalog. Đây là một trong những mẫu kinh điển và mẫu đề đời. Đấy, em cũng đã dịch cho các bác xem rồi. Bác nào mà biết tiếng thì em sẽ chiếu cái phóng to cái hình nó lên trên màn hình. Đấy, các bác có thể xem đây nhá. Đấy, ok chưa ạ? Thì các bác xem để các bác có thể dịch ra. Rồi, và như vậy thì em xin phép là đi sâu vào chiếc đồng hồ này hơn. Thì tổng thể thì mời quý vị và các bác ngắm, đúng không ạ? Kích thước thì chúng ta đã có rồi. 58x46cm đó là kích thước của chiếc đồng hồ này. Đấy, chất liệu của nó là gỗ sồi, gỗ cốt của nó bao giờ cũng là gỗ sồi các bác ạ. Verlier là óc chó các bác nghe nhớ, các bác nhớ giúp em nhé. Đây, rất tuyệt phẩm cho chiếc đồng hồ này. Thì chỉ có những cái đường vân của óc chó nó mới có những cái vân đối xứng nó mới đẹp đến như này. Đấy, trên đỉnh thùng thì có những cái đường nét uốn lượn tạo cho cái thùng nó có những cái điểm nhấn giống như là nó đẹp mắt hơn.
rồi người ta đưa vào những cái chùm nho sai chữ ở đây, đó là những cái nông sản của người Pháp. Đấy, người ta đưa lên, người ta trang trí, người ta có những đưa vào những cái ước muốn, tâm tư, đấy, có muốn có những cái mùa màng bội thu, bởi vì trước khi là một nước công nghiệp thì người ta cũng đã là một nước nông nghiệp, mọi người nhớ nhá. Đấy, đều đi từ nông nghiệp trước rồi phát triển công nghiệp. Đấy, những cái chùm hoa rất là đẹp, những cái chùm hoa từ ngày xưa rồi. Cái cách người ta lên màu đúng không ạ? Chúng ta nhìn chỗ sáng chỗ tối tuyệt phẩm luôn. Đấy, nếu các bác nhìn kỹ đây thì đây là một chiếc vỏ zin các bác nhá, chưa qua spa. Vỏ qua spa nó sẽ khác các bạn, nó sẽ mất cái lớp bóng mờ đi. Thì chúng ta nhìn ở gỗ nó sẽ có cả những cái chân chim rất là nhỏ và nhẹ thôi. Đấy, nhưng mà cái lớp bóng mờ phủ ở trên nó vẫn còn nguyên ạ, nó đảm bảo zin bản cho các bác 100% cho chiếc này. Từ những cái nu niếc của nó đây, nu sẹo gỗ của nó còn nguyên ạ. Đấy, một chiếc thùng quá đẹp, không lỗi lầm, đúng không ạ? Không mối mọt. Chúng ta có thể quay xung quanh từ dưới lên trên để các bác ngắm đầy đủ. Đấy, vân quá đẹp luôn. Cái vân của Tây chúng ta nhìn này, tom của Tây bao giờ nó gỗ thật nó khác. Rồi các bác nào chơi nhiều chúng ta sẽ so với những cái thùng nội ở Việt Nam đóng thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Đấy, đấy chẳng thế mà cái thùng của Tây nó giá trị cao như vậy. Các bác cứ soi xem. Đấy, không lâu năm làm sao có những cái màu như này. Đấy, để ngày hôm nay chúng ta được chiêm ngưỡng những cái tuyệt phẩm người ta làm ra. Đấy, đến như này vẫn còn quá dùng, mình dùng quá là tốt. Các bác nhìn đây, lớp bóng nó còn nguyên, rất là đẹp ạ. Đấy, còn mình phun bóng lại loại một khác các bác nhé. Còn cái bóng zin của nó là cái lớp bóng mờ rất là hay. Đấy, nó bảo vệ cái thùng rất là tốt. Chính vì thế mà những cái thùng này chúng ta không nên spa. Mọi người nhớ nhé, trừ khi nó bị chảy xước thì ta mới spa lên thôi. Đấy, chảy xước thì chúng ta có thể spa lại. Đấy, rồi phủ bóng nó đi thì nó sẽ bền. Còn nguyên bản của nó thì chúng ta để zin bản. Một cái tay nắm tạo cảm giác thân thuộc. Và điểm nhấn như mô tả của hãng, đó là số, là bộ số nổi, mạ chrome các bác nhá, số chrome. Đây, một cái mặt số chrome thì tí em phải mở thùng ra để các bác xem mặt zin bản nó sẽ như thế nào. Và người ta xem mặt, xem mũi, xem như nào. Vì cái mặt này giá trị rất là cao, giá trị sưu tầm hiện nay khoảng gần như 20 triệu đồng. Đấy, và kính dưới của nó là như người ta nói là kính khắc. Thì nó lại khắc ở bên trong các bác nhá, khắc ở bên mặt trong đây này, này. Chúng ta nhìn này. Đây, khắc vào bên trong này và người ta trắng bạc. Đây, bản chất là trắng bạc. Còn mình dịch, các cụ mình cứ gọi là trắng thủy, những cái này nó trắng bạc, người ta gọi là trắng bạc ạ. Đấy, vậy nên người ta mới gọi là đây là một phản ứng của nitrat bạc. Đấy, và kính gọi là kính trắng bạc, mình phải dịch nguyên văn của nó. Và được mài cái phần viền này, toát lên một cái vẻ sang trọng. Chính trong cái catalog của Odo, đúng không ạ, bác nào để ý xem. Đây, cái từ này, đây, elegant, đây các bác chúng ta nhìn này, cái từ này. Đó chính là từ sang trọng, chấm cảm này, sang trọng. Chúng ta dịch ra, bác nào mà học về tiếng Pháp thì chắc hẳn là các bác dịch được thừa cái này luôn ạ. Từ gỗ, từ thùng, chất liệu của nó rồi, đúng không ạ? Zin bản của nó là như thế. Thì mình đưa, mình bán, hay mình giao lưu với anh em là giao lưu những cái mẫu zin bản. Đấy, đúng theo catalog, chuẩn luôn. Đấy, mà chơi mà yên tâm ngay, đúng không ạ? Mở thùng ra, chúng ta nhìn đây, người ta nẹp bằng gỗ, nẹp bằng những cái tam giác rất là chuẩn. Chỉ là tay nắm các thứ zin bản, chúng ta nhìn đây. Kính nguyên bản còn đẹp. Trong này thì có một cái số cái giấy tờ đi theo thì em đã bỏ vào đây rồi. Đó là cái giấy tờ hướng dẫn treo rồi vận chuyển các thứ của nó thì thôi bỏ vào đây cho các bác nhá. Một quả lắc thì vẫn còn quá đẹp ạ. Nó là mạ chrome đi theo thì nó được xoay gương được. Đấy, chúng ta có thể vệ sinh đi thì đẹp hơn. Ở đây thì có một chiếc khóa gông của Odo các bác nhá, một khóa gông bằng sắt. Nhưng mà thông thường thì người ta ít khóa một khóa này bởi vì về nó sẽ xước các thứ người ta không thích, đúng không ạ? Thùng thiết của nó còn rất là đẹp. Đây, chúng ta nhìn đây từ cái chỗ chấm này để nó có một cái lỗ ở đây để người ta đút cái chấm của lắc này vào và kẹp vào đây. Mọi người nhớ nhá, kẹp cái cán lắc thì người ta cắm xuống và người ta kẹp vào đây. Chỗ này là để chìa khóa, còn nguyên bản ạ. Rồi hậu của nó đây, chúng ta nhìn một cái hậu zin nó có khác không ạ? Rồi các bác nhìn quen mắt các bác sẽ biết một cái hậu zin nhỉ, nó sẽ có rất là liền lạc với cái gỗ của thân thùng. Đây chúng ta nhìn đây. Đó, mình phải xem rất là kỹ đúng không ạ? Rồi, đấy, chúng ta xem. Xem trong thùng trước, đấy, chống trước của nó, chống Odo thì 54 thì nó sẽ nằm ra đằng sau các bác nhé. Nó sẽ nằm ở đằng sau và nó sẽ có đây hai cái chống chuẩn của nó đấy ạ. Và đây những cái bộ dây để khóa chuông, khóa nhạc là đầy đủ, chúng ta nhìn đây. Rồi là test chuông, giật chuông, đủ hết ạ, rất nhiều dây đi theo. Và các bác xem giúp em cái mặt số nguyên bản. Xem mặt thì người ta xem một cái gì ạ? Xem một cái mặt số zin thì các bác sẽ phải xem từ, phải biết xem được số zin và xem được nền zin và vành zin. Nếu như quý vị và các bác mà không biết xem thì rất là khó, bởi vì không phải là cứ mặt có triện Odo nó mới là Odo. Có rất nhiều cái mặt không có chữ triện Odo thì nó vẫn là Odo zin các bác ạ. Đấy, bởi vì ba cái lỗ này thì đúng Odo nó mới lắp vào được rồi. Đấy, nhưng mà cái nền của Tây nó sẽ khác, đúng ạ. Chúng ta nhìn đây, nó có cái độ lâu năm của nó, mặc dù nó rất đẹp đấy nhưng mà nó vẫn có những cái dấu vết tích lâu năm của nó. Rồi cái nền,
người ta in, chúng ta để cái chỉ này, hai cái màu của cái chỉ trong và chỉ ngoài nó sẽ giống nhau. Mọi người từ đây mọi người có thể nhìn thấy, đây em chỉ tinh ý thì các bác sẽ để ý này, cái màu của cái nền này và cái ô nhỏ ở trong này nó sẽ giống nhau, thì nó sẽ không làm thành hai màu được. Đấy, nên ở Việt Nam mình có in lại nó cũng rất là khó làm các bác ạ. Và cái màu của mình nó sẽ khác, nó rất là mịn. Cái màu của Tây nó rất là mịn, cái màu của mình thì nó sẽ rộp và thô. Đấy, và những cái vết quanh những miệng ổ cót lâu năm lên cót nó vẫn có những cái vầng phần màu nó quầng lên một chút. Nếu chỉ nhìn xa rất là khó, nhưng nhìn gần thì khá là dễ, đúng không ạ? Bên dưới số 6 là Made in France. Những cái dập riếc này thì nó không quá quan trọng các bác nhé. Những cái chữ này thì chúng ta ít quan tâm thôi, bởi vì là cái chữ này hiện nay là người ta có thể in được, em khẳng định như thế. Vì mặt cái mặt nội người ta làm giả nhái thì cũng đã in được, thì tất nhiên là cái người ta sẽ in lên được cái này. Đấy, nên chúng ta hạn chế quan tâm cái đấy, đúng không ạ? Mà chúng ta phải biết xem nền, xem số đúng như mô tả của hãng, đúng không ạ? Và một trong những cái điều quan trọng chúng ta xem là chúng ta có thể xem bộ côn. Đây, đây chính là một bộ côn lòng máng chuẩn của chiếc Odo 54 lòng máng. Đây, chúng ta xem đây, có những cái ký hiệu rất là đặc trưng ở trên cái củ gông, rồi những cái ti gông chuẩn, đúng không ạ? Chúng ta xem đây. Đấy, chúng ta nhìn này, các cái ti xoáy rất là đều, nó không có vết sửa chữa các bác nhá. Đấy, còn nguyên bụi bặm, thậm chí là mạng nhện trắng nó bám vào quanh. Đấy, thì khi mà các bác chơi được một bộ quân chuẩn thì âm thanh của nó sẽ là hay nhất, nó sẽ là tuyệt đỉnh nhất, đúng không ạ? Máy móc thì em sẽ cho các bác xem sau. Đấy, trước khi chúng ta vào xem máy móc thì mời các bác là chúng ta sẽ thẩm âm. Đấy, thẩm âm tức là các bác sẽ test âm thanh. Và em xin phép là tiện đây đang 15 phút thì em xin phép là cho đánh 15 phút chuông để các bác nghe thử nha. Cho đánh 15 phút ạ. Tiếp theo em cho đánh 30 phút bản gai carillon. Quý vị và các bác nghe thấy thế nào ạ? Có hay không ạ? Rất tuyệt vời đúng không? Quý vị và các bác để ý giúp em nhé. Cái bản này nó bản gai ạ, nghe trên con 57 nó khác, nghe trên con 62 nó khác, nghe trên con 54 nó khác. Và người ta đánh giá là nghe ở trên con 54 và hoặc dòng 30, 36 đổ lên. Đấy, 54 đổ lên là nó rất là đúng tinh thần của bản nhạc. Đó là gai trong tiếng Pháp có nghĩa là vui nhộn, chúng ta có thể thấy từng nốt nhạc nó cứ lẩy tưng tưng, đúng không ạ? Nó rất là hay. Đấy, nó nhấn nhá, nhưng đặc riêng ở con 54 là nó sẽ có cái độ nhấn nhá, còn con 57 nó đánh sẽ rất là đều nốt các bác nha, để ý giúp em. Con 54 là ví dụ nó có nốt cao trầm bổng rất là hay, vì riêng cái con lòng máng này cái quả gai của nó rất là hay ở chỗ đấy. Và chúng ta có thể chuyển qua bản nhạc truyền thống Westminster chúng ta nghe. Đấy, cái tông của cái côn 10 máy 10 bao giờ nó rất là sáng, chúng ta cùng nghe nào. Tục là 30 phút. Tiếp tục cho đánh 45 phút ạ. Và em mời các bác là tròn giờ. Vâng, chúng ta nghe những cái hồi bính bong nó dồn thế nào, có hay không ạ? Quá tuyệt vời, đúng không ạ? Chắc không thể chơi nữa rồi. Những tiếng bính bong quá đẳng cấp đến từ chiếc Odo. Và chúng ta sẽ để ý giúp em một điều tiếp theo. Đây, khi em sẽ tháo máy móc chuẩn bị cho các xem. Thì đây chính là cái lắc đặc trưng của con lòng máng các bác nhé. Đấy, lòng máng thì lắc của nó sẽ bắt đầu là nó sẽ chữ thập, nó sẽ giống với con 30 hoặc là 36 các bác nhé. Còn cái dòng mà côn 111 ý, thì thông thường là cái móc của nó sẽ khoặc như này. Đấy, chúng ta có thể đi một cái điều như thế. Thi thoảng nó sẽ cũng có con móc của này nhưng mà nó khá là ít.
đúng không ạ? Đấy thì hãng hữu thôi, còn cơ bản là nó sẽ mắc kiểu này đấy. Và đây là cái chân của côn, chúng ta nhìn đây. Đấy, chúng ta được theo dõi bộ côn. Và tiếp theo thì em xin phép được đấy, mời các bác xem máy móc đấy. Các bác có muốn nghe lại bản gai một tí không ạ? Bởi vì là nghe bản gai trên chiếc này quá hay các bác ạ. Chúng ta nghe những cái nốt nhấn nhá của nó này, các bác nghe này, nghe tinh này, rất hay này. Đặc biệt là từ những khắc 45 phút hay 30 phút, 45 phút. Đấy, chúng ta nghe nó rơi không ạ? Đấy, nó rơi hai nốt gần nhau rất là hay luôn. Âm thanh rất tuyệt vời đấy. Như vậy thì mời các bác xem máy móc nhé. Rồi, em sẽ để cam đây và sẽ tháo máy móc cho các bác xem luôn, trực tiếp luôn. Tiếng quá hay. Chúng ta tháo hai ốc chống và hai ốc chống cầu và một ốc chống thùng thì các bác sẽ đưa được bộ máy ra ngoài. Đấy, em sẽ đưa ra và mời các bác chiêm ngưỡng nhá. Đây thì đây chính là cái bộ côn. Bộ côn thì chúng ta có thể xem những cái trống trước của nó còn nguyên bản hết đây. Một cái thùng của nó đây, chúng ta nhìn này, những cái trống trước của nó này dín hết đấy. Côn lòng máng các bác đã xem rồi, và tiếp theo là các bác sẽ xem bộ máy các bác nhé. Xem bộ máy đây, máy các bác chờ một chút em quay lại vì nó có mỗi mình em làm nên là nó sẽ hơi khó một chút. Đây chính là bộ máy của đồng hồ đây, xin mời anh em cùng xem. Bộ máy thì chúng ta có thể quan sát đây, một bộ máy mà ba vách của nó màu sắc rất là đều. Chuyện 24 ở đây, series của nó là 20015, các bác để ý giúp em nhé. Cái này thì em không giấu như một số đơn vị người ta sẽ che đi nhưng em không che. Logo hình quả chám này, made in France. Đấy, made in France. Là 24, máy là máy 24 các bác nhé. Đấy, máy trơn chân vuông này, cái góc như ngón tay cái chỉ đây là góc vuông thì gọi là máy 54. Nó sẽ đỡ hai cái cần bính bong bằng vú, chúng ta nhìn hai cái vú đây. Và đâu là mắt ngỗng ạ? Mắt ngỗng chúng ta nhìn vào các cái trục đây, chúng ta nhìn các cái trục này. Đấy, các cái đầu trục chúng ta nhìn đi ạ, không có vết tu dồn. Đây chính là xoáy mắt ngỗng này. Xoáy mắt ngỗng sẽ giúp cho là cái dầu nó sẽ đọng được lâu hơn, mọi người nhớ nhé. Chính vì thế mà các bác có thể chơi hàng 5 đến 7 năm chúng ta cũng không cần phải tra dầu. Thậm chí có nhiều cụ chơi mấy chục năm cũng có tra dầu đâu, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta nhìn tiếp theo là bộ vồ của nó zin bản đây. Nó theo màu quả gai rất là giống nhau, đúng không ạ? 10 cái vồ đều tăm tắp. Đấy, các bác có thể xem đây. Bên đây là ổ cót này, quả gai này, đây là một quả gai. Đấy, máy móc nguyên bản hết các bác nhé, rất là sạch sẽ. Đến cuối thì em sẽ chèn thêm một cái video lau dầu. Khi lau dầu em sẽ chèn vào cho các bác xem. Đây chính là cái điều tốc lò xo đặc trưng của con 54 zin bản. Đây, cần bính bong em sẽ quay rất là kỹ vì hiện nay là thẩm định, anh em thẩm định ngoài trước, trong sẽ được quay rất kỹ sau. Khi mà lau dầu là cũng sẽ quay thật kỹ cho anh em. Ốp cần chuyển bài, chúng ta có thể xem đây. Đồ zin thì nó có cái sự khác biệt, âm thanh đẳng cấp, đúng không ạ? Chúng ta xem rất nhiều yếu tố, xem mặt, xem thùng, thùng mặt, máy móc, côn, que, rồi là gai, vân vân, tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Để đảm bảo chiếc này mà nó có một cái chất âm hay, chuẩn thì chúng ta cứ phải nhớ là cứ phải là chuẩn zin bản tuyệt đối đã. Đấy, có zin, có chuẩn thì âm nó mới hay được, mọi người nhớ giúp em là như thế. Đấy, và cái lắp này thì mọi người lắp khá đơn giản thôi, lắp cũng như em lắp thôi đây. Chúng ta được hai tay chúng ta lắp nhanh hơn, bình thường lắp này và chúng ta thao tác để lắp rất là nhẹ nhàng thôi. Đấy, và mời các bác ngắm lại chiếc đồng hồ này. Đây là một chiếc đồng hồ Odo 54 10 bính bong. Phần cuối video thì em sẽ chèn thêm một cái clip lau dầu vệ sinh, tháo tung ra, quay từng cái ổ cót, sợi cót một để cho các bác thẩm định, các bác kiểm tra các bác nhé. Vì là cái này là đồ zin bản nên chúng ta phải công khai mọi thứ, và em cam kết tất cả mọi thứ zin bản tuyệt đối 100%. Bảo hành cho các bác là 5 năm trên một cỗ máy như thế này. Đấy, và hỗ trợ kỹ thuật là trọn đời. Một chiếc Odo 54 10 bính bong. Đấy, cực hay. Và mọi thông tin chi tiết thì mọi người liên hệ tới cho em để giao lưu. Số điện thoại là 070-330-7532. Đấy, có Zalo luôn các bác nhé. Địa chỉ V2 Victoria Văn Phú, Đồng Hà Nội. Các bác có thể xem trực tiếp tại đây.
Đấy, vì cái đây là đồ anh em mình sưu tầm, đồ giao lưu. Anh em cứ điện trực tiếp cho em. Đấy, em bao zin tuyệt đối, bảo hành 5 năm và có hỗ trợ giao hàng các bác nhé. Đấy, ship thì chắc chắn không bao ship đâu, nhưng mà hỗ trợ giao lắp tại nhà cho các bác những chiếc đẳng cấp như thế này. Đấy, xin cảm ơn và sẽ hẹn gặp lại các bác. Và xin trước khi rời like thì xin chúc các bác là sẽ sưu tầm được nhiều những chiếc đồng hồ thật là ưng ý, những chiếc đồng hồ đẹp, những chiếc đồng hồ hay. Chúng ta hãy nhớ một câu như em nhấn mạnh này nhá, chúng ta chơi com lê nó là hay nhất, em khẳng định các bác từ trước giờ, đó là kinh nghiệm của em. Và đây là một sản phẩm cam com lê các bác nhá. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người, và mọi người cùng xem phần cuối video, cái phần lau dầu máy móc đấy, chi tiết. Cảm ơn mọi người ạ. Xin kính chào anh em yêu đồng hồ. Thế thì bây giờ hiện nay là cái chuyện máy 10 zin hay không zin nó rất phức tạp trên thị trường, đúng không ạ? Thì để như video này thì em xin phép là tháo tung bung ra, và em đã lau chùi qua một chút đấy, sau đó chuẩn bị sẽ đi rửa dầu đây. Thế thì các bác sẽ được ngắm chi tiết từng cái chi tiết nhỏ trong con máy này. Đấy, thì khi người ta xem thì đôi khi nếu mà thợ người ta cần xem, đôi khi cần bính bong này, người ta biết con này có zin hay không, đúng không ạ? Xem cần bính bong là người ta đã đủ biết rồi, đúng không ạ? Hoặc là cái quả gai người ta đã xem, người ta biết rồi, đúng không ạ? Còn vì anh em ở thị trường còn rất nhiều yếu tố nữa nên là em sẽ quay chi tiết. Đây là một vạch trước của đồng hồ. Đấy, tất nhiên là sẽ không tu rồi, các bác sẽ nhìn quay kỹ cho các bác xem. Đấy, cứ nhẩn nha, thì em sẽ là quay thật là kỹ. Còn nếu quả gai em đã đập cả sẵn ra rồi, để thì các bác xem. Còn sau này ví dụ bác nào đi mà ví dụ muốn kiểm tra lại nhé, thì cũng sẽ được kiểm tra lại luôn. Đấy, tức là muốn tháo ra kiểm tra lại một lần nữa cũng ok. Đấy, rất đơn giản, khi các bác đến muốn kiểm tra thì em vẫn hỗ trợ. Đấy, đây em sẽ quay cho các bác xem. Đây, các bác nhìn seri nhé, 20015, mọi người nhớ con này là được rồi. Đây. Kiểm tra lại cái vách mà con trước khi em lau dầu, em khi khui hàng em đã quay rồi, các bác xem là ok rồi, đúng không ạ? Đây là ba sợi cót của nó đây. Đấy, cót thì zin bản rồi, chúng ta không phải quan tâm được gì nhiều rồi, đúng không ạ? Ba sợi cót chắc chắn nó sẽ chạy đủ ngày đủ tuần rồi, nên các bác cứ yên chí luôn. Đấy, chúng ta chỉ quan tâm nhất là cái sợi nhạc này thôi các bác ạ, đi nhạc này nó có chạy đủ không thôi. Chứ còn đôi khi mà nói câu chuyện bảo quát zin mà chạy không đủ tuần thì vô lý. Đây, chúng ta kiểm tra này nó phải chạy zin. Những cái ốc ác, những cái phụ tùng này thì các bác cũng không cần kiểm tra. Đấy, chúng ta chỉ cần xem cái lá gió này thôi, vì cái những cái bánh răng này thì thôi chung hết rồi, dòng nào nó cũng thế thôi. Đây là các cái nồi cót của nó đây, em lau qua một chút, lau sạch cái mỡ thì để các bác nhìn. Đấy, đúng ạ. Ok. Tấm ốp này, quả gai này, đây quả gai rất quan trọng này. Đây em sẽ bật cái flash để soi cho các bác xem chân gai bên trong. Đây thì các bạn phải nhìn rõ nhá. Đây. Đây chúng ta sẽ nhìn nha. Không đấy, cứ giữ nguyên điểm như thế, em sẽ soi cho các bác xem cái chân. Cái chân ở cái gai bên trong là nó đóng vào nên nó sẽ có cái mà chân gai, nó không thể lẫn được rồi. Đúng không ạ? Thợ thì người ta chỉ cần xem đến cái miệng gai người ta mới biết được zin hay không zin được. Đây các bác xem chân trong trước đi, xong xem ngoài sau. Đấy. Đây, ok chưa ạ? Đây của gai 54 mấy vú. Ok. Thế thì chi tiết của máy em đã quay rồi. Các bác cần gì cứ liên hệ nhé, 070 330 7532. Em Tuấn chào các bác.